Chào anh em nhé, Đăng Béo đây. Thế là chúng ta tập ở nhà được khoảng tầm 4 tháng rồi đúng không? Đăng Béo rất kỳ vọng là trong tháng 10 tới đây thực sự chúng ta được quay trở lại phòng gym ý. Đăng Béo rất mong muốn quay trở lại phòng gym để làm một cái video motivation của anh em. Thế dịch như này nó cứ lằng nhằng. Đó, thì hôm nay Đăng Béo làm video này sẽ xin tổng kết lại toàn bộ những cái đồ tập ở nhà của Đăng Béo. Mấy cái đồ này này. Đó. Và biết được trong khoảng tầm một thời gian tới ngắn thôi, khi mà dịch đã hết hoàn toàn thì Đăng Béo sẽ giveaway toàn bộ những cái đồ này cho anh em nhé. Giveaway cho một cái ông mà cho dù phòng tập có mở hay là đóng, các ông cũng sẽ tập ở nhà ấy. Đó nhá, vào việc nhá. Anh em có nhận thấy là khi tiêm vaccine về xong rồi mặt mũi nó cứ hơi sưng sưng lên đúng không? Ok, video này chúng ta sẽ có hai việc chính nhá. Việc thứ nhất đấy là review toàn bộ đồ đạc của Đăng Béo xem là Đăng Béo đã dại dột như thế nào trong cái mùa dịch vừa rồi, có 4 tháng rồi, ngốn tiền quá nhiều trong một cái đống đồ này. Thứ hai đấy là Đăng Béo sẽ tư vấn cho anh em là từ kinh nghiệm xương máu của mình, là tư vấn cho anh em xem là cách chọn đồ như nào để cho nó tiết kiệm và nó hiệu quả nhất nhá. Bắt đầu. Ok, và phần đầu tiên của video này chúng ta sẽ tổng kết lại những cái đồ tập tại nhà của Đăng Béo nhá. Thực sự là nỗi đau đấy, những cái nỗi đau này. Đó, và cuối cùng nó ra một cục tiền đình như này, Đăng Béo đau đầu không biết bao nhiêu ngày luôn với cục này. Vậy thì hôm nay Đăng Béo sẽ mong muốn là từ cái kinh nghiệm đau đớn của mình chia sẻ cho anh em là chúng ta nên có những cái hoạch định như thế nào để chúng ta mua những cái đồ tập ở nhà phù hợp với mình nhất mà nó tiết kiệm ấy nhá. Khi mà vào phần 2 này, chúng ta nên biết là chúng ta là ai, chúng ta thuộc nhóm nào và thực sự chúng ta muốn gì. Khi ấy thì chúng ta sẽ mua được những cái đồ đạc ở nhà sao cho phù hợp nhất. Như anh em đã biết nhá, ở ngoài kia các bạn sale rất ngọt ngào đúng không? Các bạn ấy không chỉ đẹp, không chỉ nói chuyện rất hay mà ngọt ngào đến cái mức mà kể cả các ông không đủ tiền cũng dơ thẻ ra quẹt. Và đâu đó kiểu gì chả có mấy cái ông mà chi tận 40 mấy triệu cho mấy cái setup ở nhà. Nhưng mà từ từ đừng nhá, đừng làm như thế, đừng làm như thế. Và chúng ta bình tĩnh lại, chúng ta sẽ chia lại xem là chúng ta cần, thực sự cần gì. Bắt đầu từ những anh em F0 nhá. Những cái ông F0 này, đó, nhiều trước mình đã phân tích rồi, là những cái người mới tập, cái lượng cơ bắp nó chưa được nhiều. Và thực sự mục đích của anh em cũng không có quá nhiều đâu. Chúng ta chỉ có mục đích là gì? Thứ nhất là giữ gìn sức khỏe đúng không? Thứ hai là không bị béo lên. Vậy thì hoàn toàn chúng ta phải lựa chọn những cái set đồ ở nhà nó chỉ rơi khoảng tầm từ 1 triệu cho đến 2 triệu là quá đủ rồi. Chúng ta không cần nhiều đâu, mua thêm là phí. Và nếu mà chỉ là một mình chúng ta tập thì Đăng Béo sẽ tư vấn cho một set đồ dạng như thế này. Chúng ta có thể tập toàn bộ cơ trên cơ thể này, ngực, tay, vai, chân, các kiểu. Thứ hai là có cả đồ để tập cardio, tập đốt mỡ đúng không? Thế là đủ hết rồi. Đó, và tránh chấn thương bằng cách là khi anh em có những cái bàn chống đẩy ấy, thì chúng ta không bị bẻ bẻ cái cổ tay này, không bị bẻ bẻ như này thì chống đẩy rất ok. Thế đủ rồi đúng không? Một cái set như thế này khoảng tầm 1 triệu, hoặc là đâu đó ông nào mà máu máu lên thì khoảng tầm 2 triệu cho một set. Tính toán luôn từ đầu, mua những cái này thôi, không cần mua những gì khác. Thế đủ rồi. Tiếp theo nhá, là mấy cái ông hạng A này. Mấy cái ông hạng A này là mấy cái ông mà người đã có cơ bắp rồi. Chúng ta bắt buộc là sẽ phải giữ cơ bắp đúng không? Chúng ta không thể nào mà để nguyên qua mấy tháng mùa dịch để cơ bắp nó teo teo được đúng không? Và như thế thì chắc chắn là chúng ta cần phải có một bộ tạ. Chắc chắn xong xét chúng ta phải có bộ tạ rồi. Và Đăng Béo tự tư vấn là nếu anh em nào ấy mà ở trong cái hạng A như thế này thì mình hoàn toàn có thể là mua một cái set tầm khoảng 5 triệu. Cái set này nhá là dùng cho cả nhà luôn ý, chứ không phải chỉ mình anh em đâu. Bởi vì là chúng ta có cái xe đạp. Cái xe đạp này thì ông, bà, bố, mẹ, mọi người đều có thể đạp được. Và đặc biệt nhá, ông nào ấy mà bị kiểu như là thoát vị, bị những vấn đề về lưng mà lại đi nhảy dây thì rõ ràng chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn. Vậy thì chúng ta thể đổi đấy bằng việc mua xe đạp. Thực sự xe đạp nó là rẻ nhất rồi. Chứ nếu mà mua cái máy chạy hoặc là gì đấy thì nó rơi khoảng tầm 10 triệu hoặc là mười mấy triệu thì cái set đấy là quá nhiều. Vậy thì cái set tiết kiệm nhất đây là cái set 5 triệu, bao gồm cả tạ này, cả xe đạp này, cả mấy cái dây kháng lực để chúng ta có thể kiểu như là thỉnh thoảng chữa chấn thương, như đang hướng dẫn chữa chấn thương vai bằng cái dây kháng lực ấy. Tại sao mà Đăng Béo luôn set up cho mọi người là những cái vật dụng tại nhà mà tập được cơ? Bởi vì tập cơ đấy thì cơ thể nó mới phát triển và nó mới trở nên săn chắc được. Chứ rất nhiều ông nhá vẫn mường tượng là chúng ta chỉ tập cardio thôi, nó sẽ giảm mỡ đi và người nó sẽ kiểu như là quắt đi, săn chắc lại. Không có cửa đấy đâu, tôi nói các ông không có cửa đấy đâu, thật sự luôn. Bởi vì nếu chúng ta tập cardio một thời gian nhưng cơ bắp nó cũng teo đi và mỡ nó cũng xuống, ok. Nhưng mà đến lúc đấy nó sẽ dừng lại và mình sẽ ở trong trạng thái skinny fat. Đã nói rất nhiều về vấn đề skinny fat này rồi đúng không? Có nghĩa là tay chân chúng ta cứ bé tí đi nhưng mà bụng rồi nó sẽ ỏng ra. Thực sự rất kinh ý. Và trọng lượng do trọng lượng rất là đẹp, 1m70 cân rất đẹp nhưng mà chân tay rất bé, rất lỏng, rất yếu, bụng nó cứ ỏng ra. Đấy là skinny fat. Và nếu rất nhiều anh em
chỉ tâm niệm đấy là chúng ta sẽ mua cái máy chạy về nhà để chạy thôi, để cho hết cái mùa dịch này. Nhưng mà hết mùa dịch nhá, vớ vẩn skinny phát là ông ra ngoài tập còn mệt hơn ấy. Nên là một cái setup hoàn hảo, chúng ta sẽ luôn luôn phải có những cái đồ tập tại nhà mà tập được tăng cơ. Ok, thứ ba là mấy cái ông hạng S này. Mấy cái ông hạng S là mấy cái ông mà làm nghề hoặc là kiểu vận động viên thi đấu nọ kia ấy. Thì nhiều khi anh em thấy rất buồn, bởi vì là mình nghỉ lâu một thời gian, cơ bắp mình xuống, người mình cứ xẹp đi. Thì thứ nhất là fan của mình cũng hay hỏi là anh ơi sao giờ lại anh teo thế, xong giờ lại anh thấy nọ, xong thế kia, cũng chạy lòng đúng không? Đang béo hiểu cảm giác đấy. Nhưng mà bình tĩnh, chúng ta không có gì phải lo, bởi vì chúng ta có muscle memory đúng không? Ông nào cơ đã to rồi, chúng ta tập lại một thời gian ngắn thôi, vài tuần thôi là mọi thứ sẽ quay trở lại như bình thường, không có gì phải lo cả, không có gì phải vội. Mà cái thứ vội của chúng ta ở đây đấy là sẽ mua những cái bộ rất to này về, nó mấy chục triệu. Anh em có thể chậm lại một nhịp thôi, chậm lại một nhịp. Và chúng ta đợi một vài tháng chúng ta quay trở lại phòng tập. Khi đấy thì chúng ta sẽ giữ được khoảng mấy chục triệu đấy. Khỏi những cái này. Bonus này, bây giờ mình đến chuyên mục là chọn đồ như thế nào cho phù hợp nhá. Đầu tiên là cái dây kháng lực ông nào cũng sẽ mua được đúng không? Nhưng mà mình để ý này. Thứ nhất là hai cái dây này là hai cái dây trọng lượng giống hệt nhau. Mình mua không biết bao nhiêu lần dây này rồi, vì mình thích lên xà ấy, các kiểu ấy, ok. Cái dây xịn ấy thì nó sẽ là dạng dây cao su, nó in logo các kiểu, các ông mua rồi sẽ biết. Cầm cao su nó rất sướng, nó sẽ kiểu như là trơn ấy. Nhưng mà đang béo mua rất nhiều lần phải những cái đồ này. Ở trong cái túi này. Ở trong cái túi rất sạch, rất đẹp, rất xịn như thế này. Mà nó ra một cái dây sản phẩm đang không hiểu là nó là cái loại chất gì, nó rất là dễ dão và nó không phải là cao su hay sao, nó không có logo gì trên này cả. Và nhiều khi tập nó đứt nhanh cực mà thốn ấy. Tức là anh em chú ý nhá, chúng ta có thể mua dây đắt một tí, nhưng mà mua dây ở mấy cái hàng uy tín một tí ấy. Kiểu nó đỡ bị kiểu như là một ý là cái này rẻ hơn nhưng mà cũng không rẻ hơn là mấy, mình mua mà mình đứt vài lần ấy thì nó cũng tốn tiền thế à. Nên là thì thà mình mua luôn dây tốt còn hơn. Anh em chú ý nhá. Dây, chọn dây này. Thứ hai là dành cho mấy cái ông mà cổ tay hay bị đau hay kêu đúng không? Anh ơi em đau cổ tay quá làm nào giờ, làm này nhá. Thứ nhất là mua cái cuốn cổ tay này về. Mình sẽ cuốn vào cổ tay này. Trước khi mình tập những cái bài đẩy đẩy kiểu như là đẩy ngực hoặc là chống đẩy hay gì đấy thì mình cuốn cái này vào, ok, được chưa? Thứ hai nhá. Ông nào mà kiểu gà quá ấy, thì ông hãy mua cái lifting strap này. Thực ra đang béo cũng gà, đang béo sức này dùng này thôi. Mua cái lifting strap này về. Thì khi đấy thì mình cầm nắm cái gì, mình cầm nắm vào cái này. Nó rất là sướng ấy, nó sẽ êm tay này, nó sẽ kể cả cầm dây kháng lực bằng cái này nó cũng sẽ không bị xước tay. Rất nhiều anh em cầm dây kháng lực bị đau tay các thứ đúng không? Nhưng mà kẹp cái này vào cầm nó sẽ không bị đau tay nữa. Đó, hai cái này. Thứ ba. Đây là cái bàn chống đẩy này. Đấy, cái bàn chống đẩy này khi mà mua ấy thì anh em để ý này. Chúng ta khi mà bình thường chống đẩy thì cái cổ tay chúng ta sẽ bị chống như thế này, đúng không? Sẽ bị đau, dễ bị đau cổ tay. Ok. Nhưng mà khi có cái bàn chống đẩy này cầm vào như này thì cái cổ tay nó thẳng ra ấy. Thì đấy là cái vật mà mình rất muốn dùng, vì thứ nhất là người đang béo nặng này, thứ hai là mình cũng hay cho tạ lên lưng hay là dùng thêm dây kháng lực để chống nó khá nặng này. Nên là chống thế cổ tay mình cũng không khỏe hơn mọi người là mấy đâu. Mấy ông tập gym cổ tay yếu cực. Nên là mình sẽ lựa chọn cái chống đẩy, bàn chống đẩy như này để khi mình chống ấy nó sẽ ok hơn nhá. Đây là những cái đồ này phù hợp cho mấy ông cổ tay yếu. Cuốn cổ tay này, lifting strap này, lifting grip này và cái bàn chống đẩy này. Nhá. Tiếp theo này là chúng ta lựa chọn sản phẩm cardio đốt mỡ nào cho phù hợp với gia đình, đúng không? Thứ nhất ý là hiệu quả nó chẳng khác gì những cái máy tập nhiều tiền cả. Thứ hai là nó rất nhỏ gọn, mình có thể tập được bất kỳ đâu. Ok, chúng ta có hai phương án, đấy là nhảy dây và đạp xe đạp. Vậy thì bây giờ chúng ta là ai và lựa chọn phương án nào? Về nhảy dây nhá. Thì cái này dành cho những ông như nào, chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh, chúng ta trẻ tuổi, chúng ta hoàn toàn không có vấn đề gì về lưng, về chân, kiểu như thoát vị hay gì đấy ở khớp ấy, thì chúng ta có thể nhảy dây, chúng ta có thể làm rất nhiều trick. Bởi vì cái dây đắt nhất trên thị trường nó chỉ rơi khoảng tầm 200 mấy hoặc 300 là cùng. Làm rất nhiều thứ hay ho như thế này, nhìn nó ngầu ấy, mà ra đường mà nhảy này thôi rồi luôn, mình rất mê được nhảy được như này. Nhưng mà cái lưng của mình có vấn đề, anh em đều biết, ông nào mà theo dõi rồi sẽ biết là đang béo bị thoát vị từ lầm tầm 2015. Vì lưng gặp vấn đề như vậy nên đang béo không thể nào làm những cái động tác kiểu cứ nhảy lên nhảy xuống liên tục quá lâu được ấy. Nên là mình sẽ lựa chọn một sản phẩm khác, đây là cái xe đạp này. Thực ra cái xe đạp này rất là sướng bởi vì là đang béo rất hay áp dụng cái fasted cardio, anh em biết rồi đúng không? Đang béo nói rất nhiều lần, đấy là cardio buổi sáng ngủ dậy, chưa làm gì, chưa ăn gì, fasted luôn tầm khoảng 45 phút đến 60 phút trên cái xe này thì nó rất nhỏ gọn, mình fasted được luôn. Mà mình lúc nào cũng để duy trì được fasted đấy, nó sẽ giữ cái lượng mỡ cho mình rất ok. Và thứ hai nhá, đây cái máy này, cái xe đạp này thì giá tầm khoảng 3,7 triệu mà mình dùng được, mọi người trong nhà đều dùng được và mọi người đều có thể
kiểu như là giảm cân hay là đốt mỡ thứ được đúng không? Nhưng mà nhảy dây kia thì ví dụ mấy người già thì làm sao mà chơi một cái trò nhảy dây được? Không phải bố mẹ nào cũng chơi được trò nhảy dây đúng không? Nên là mình sẽ lựa chọn cái tối ưu, đấy là mua một cái sản phẩm khoảng tầm hơn 3 triệu thôi cho cả nhà tập. Thì nó là cái này. Tiếp theo nhá, đấy là lựa chọn Foam Roller, cái hàng nóng nhiều gai để anh em giãn cơ ấy. Và rất nhiều ông có chia sẻ với Đăng Béo là anh ơi, nó chọc nát lưng em không thể nào mà giãn cơ tiếp được. Chắc là ông chọn mấy cái loại này đúng không? Mấy cái gai sâu sâu như này. Đó. Thì thực ra anh em cứ lên bình tĩnh thôi, chúng ta có thể lựa chọn những cái gai nó mềm mại như thế này. Nó phẳng phẳng như thế này, chúng ta có thể giãn từ từ và vẫn cơ vẫn được giãn bình thường mà, có gì đâu. Anh em không phải vội, không phải cố gắng tỏ ra hardcore đâu, chúng ta cứ từ từ nhá. Đăng Béo vẫn giãn cơ bằng những cái nó mềm mềm như thế này. Nhá. Cuối cùng của video nhá, chúng ta sẽ đến một câu hỏi chuyển kiếp, đấy là anh ơi lựa chọn dây kháng lực hay là dây ngũ sắc. Đúng không? Bây giờ Đăng Béo sẽ trả lời câu hỏi này nhá. Nếu mà anh em là mới tập ý, mà tập được trọng lượng nhẹ nhẹ thì chúng ta có thể chọn dây ngũ sắc. Bởi vì là một cái set của nó đủ tất cả những cái đồ này luôn và đủ tất cả các loại trọng lượng luôn. Nên là khi mà chúng ta tập nhẹ nhẹ thì chúng ta lựa chọn cái này là tiện nhất rồi, đúng không? Nhưng mà có một cái, nếu ông nào mà tập nặng ấy thì cái đầu này nó rất dễ bung, cái đầu này nó rất dễ bung, thế thôi. Ông nào mà chuyên nghiệp một tí thì nên chọn dây kháng lực, như Đăng Béo sẽ thích dùng dây kháng lực hơn. Vâng, bây giờ đến các ông mà lựa chọn dây kháng lực thì hai có câu hỏi, đấy là anh ơi, dây kháng lực mà chọn thì chọn dây nào là phù hợp? Vậy thì Đăng Béo tư vấn nhá. Các bạn có thể chọn hai cái dây này. Hai cái dây này đủ rồi. Một cái dây này trong shop nó ghi là 30 cân, một cái dây này trong shop ghi khoảng tầm đâu đó 15 16 cân gì đấy, hai cái này. Nếu mà các ông tầm cần tập nặng hơn thì các ông có thể chập hai cái dây này vào thì nó sẽ nặng hơn. Còn nếu không thể tách ra và làm rất nhiều vai trò khác nhau, ví dụ như cái dây này hoàn toàn có thể khởi động hoặc là check xem là mình có bị chấn thương không và fix những cái chấn thương đấy bằng cái dây nhỏ nhỏ này. Đúng không? Thế là hai cái đồ này, hai cái dây này là đủ rồi. Đó. Sau khi xem xong video này, Đăng Béo hy vọng anh em đã có thêm một chút tip nhỏ ấy để lựa chọn những cái đồ tập tại nhà sao cho hiệu quả và tiết kiệm nhất nhá. Nếu anh em thấy video này hay và có ích, em hãy like và subscribe kênh của Đăng Béo nhé. Đừng quên chia sẻ đến những người anh em mà đang dự định là mua những cái đồ tập ở nhà ấy. Chúng ta sẽ có thêm một vài cái tip để chúng ta lựa chọn đồ sao cho vừa hiệu quả vừa tiết kiệm, như thế vui hơn mà, đúng không? Bây giờ là phương án cho anh em lựa chọn này. Thứ nhất là anh em mong muốn là một cái video bài tập full body với tạ đơn hay là video bài tập full body với dây kháng lực và dây ngũ sắc thì Đăng Béo sẽ tập trung làm cho anh em. Thứ hai là mọi ý kiến đóng góp anh em hãy để dưới phần comment nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo. Đăng hy vọng là video đấy sẽ ở phòng tập để cho vui nhá. Bây giờ anh em comment, Đăng Béo sẽ thống kê và làm video sớm nhất cho anh em nhé. Ok bạn ơi.